Xin chào các anh chị ha. Hôm nay là Quỳnh Trang sẽ cập nhật cho các bạn giá xe Satria, phiên một trong những dòng tay ga mà các anh chị là nói chung là các giá trẻ của mình quan tâm rất là nhiều. Và hiện tại các bạn ơi, giá xe trong tháng 10 này rất là tốt luôn. Và cái dòng này hiện tại là bên Trang đang có hai cái màu rất là đẹp luôn anh chị ha. Thì bên Trang hỗ trợ cho các bạn những cái màu 3D là chính, và những cái màu riêng nhà máy thì Trang thấy ở đâu người ta cũng sẽ có. Nhưng mà nếu mà trường hợp các bạn muốn mua những con xe đẹp độc lạ giống như thế này thì mình chỉ có cửa hàng bên Trang thôi. Và bên Trang có hỗ trợ là thiết kế tem theo yêu cầu, cho nên là anh chị khỏi sợ đụng hàng nha. Và đặc biệt là những cái màu 3D như thế này bên Trang sẽ làm cà vẹt và đúng theo màu xe. Và ngoài ra những cái màu sơn như thế này sẽ được bảo hành kèm theo xe cho anh chị luôn ha. Satria thì nó sẽ có hai phiên bản, nếu mà anh chị nào mình theo dõi xe máy lâu thì có thể biết là nó có hai phiên bản là nhập và của tư nhân chính hãng ha. Nhập Indo thì đây là hai phiên bản nhập Indo ha, ba con luôn này các bạn. Đây ha, ở đây thì Trang có sẵn ba con luôn ha. Đây là nhập Indo thì hai những cái công tắc đèn của những cái dòng xe này nó được tích hợp vào trong cả ở sau và ở trước ha. Còn nếu mà của Việt Nam thì nó sẽ có hai cái đèn xi nhan nó lòi ra giống như con Raider bên này. Nhưng mà phiên bản này thì là được tích hợp vào trong ha. Và con này là nhập khẩu nguyên con ha nha các bạn ha. Thì con này màu này sẽ là màu vàng chanh ha. Cái này thì vàng hơn. Và cái này là nó kết hợp giữa trắng đỏ ha, trắng mâm đỏ. Và đặc biệt là những cái dòng xe Satria này thì cái mâm của nó là mâm zin nhà máy ha. Các bạn có thể thấy mâm đỏ ở đây là mâm zin nhà máy. Còn cái con màu vàng nằm ở giữa này thì bên Trang đã hỗ trợ đổi mâm cho anh chị rồi ha. Mâm này là mâm 6 cây nha anh chị ha. Ngoài ra bên Trang có lên những cái phụ kiện kèm theo xe, giống như là các bạn muốn linh kiện hay gì đó thì bên Trang cũng có hỗ trợ luôn nha. Và giá xe hiện tại nó chỉ rơi tầm khoảng là từ 52 triệu giá Trang báo là bao luôn thuế VAT nha anh chị. Còn anh chị khi mà mình mua xe thì mình đăng ký biển số giấy tờ ở đâu, nhớ liên hệ ngay cho Trang để Trang có thể cập nhật được cái phí biển số cho anh chị ha. Và khi mình mua trả góp thì trả trước Trang tầm khoảng là từ 8 triệu đi ha, 8 triệu thì mình sẽ rất là dễ làm hồ sơ đối với dòng xe này. Và đặc biệt là nếu mà anh chị có căn cước công dân nè, có bằng lái nè, bảo hiểm y tế thì nếu mình nhớ mang theo luôn nha, để được cái gói lãi suất nó ưu đãi hơn. Và con này thì bên Trang có hỗ trợ lấy luôn cà vẹt gốc, nếu như mà anh chị mình trả trước được giúp Trang tầm khoảng là 18 triệu trở lên thì anh chị lấy luôn cà vẹt gốc, mình đi đường cực kỳ an toàn ha. Nói chung là nhìn cái tem của nó rất là đẹp đúng không nè. Vì Trang lên những cái màu này là màu độc quyền của bên nhà, bên cửa hàng bên Trang thôi, cho nên là anh chị mình đi thì mình không có sợ bị đụng hàng nha. Đây ha, và ngoài những cái màu này thì bên Trang còn có rất là nhiều màu khác nữa. Nhưng mà tại vì cái serum nó hơi nhỏ một xíu cho nên là Trang chỉ trưng một số màu cơ bản cho anh chị mình tham khảo trước. Nếu mà anh chị nào mình đang phân vân muốn xem thêm màu, có thể các bạn Zalo với Trang thì số điện thoại là 036 2973 808 là được Trang hỗ trợ và tư vấn cụ thể nha. Và nhớ đăng ký kênh để các bạn có thể cập nhật được những cái màu xe mới nhất tại cửa hàng bên Trang nha anh chị. Bye bye.